xin chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Và hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2020, anh em chúng em rất hân hạnh được ghép một câu hình cao kê nữa về với anh Khiên ở thành phố Hưng Yên. Câu hình cao kê của anh Khiên ngày hôm nay gồm 5 thiết bị và tổng trị giá là 23.400.000 đồng. Xin phép được giới thiệu lần lượt các thiết bị để các bác và anh em cùng tham khảo câu hình cao kê của anh Khiên ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể tới một đô la bát 40 rất là mạnh mẽ, uy lực như trước mặt các bác và anh em đây, dòng loa JBL SRX715 bát 40 chép kèn. Tiếp theo là một cục đẩy QA1600 Pro, đây là một trong những dòng đẩy công nghệ mới vừa mới về hàng tại Hoàng Long Âm Thanh Số. Đây là một trong dòng đẩy Glass D, nguồn xung, tiếng rất là tươi, sáng, trong trẻo, sạch sẽ, đánh đủ các thể loại loa. Và đặc biệt là khi chúng ta đánh với những dòng loa full kiểu như này, nó tạo ra hết chất của những đô la của nhà chúng ta. Với thiết kế là 4 kênh, mỗi một kênh đánh công suất rất là mạnh mẽ, có thể đánh được một đôi, hai đôi bát 40 như các anh em đang thấy trước mặt ở đây. Hiện tại vẫn còn dư hai kênh nữa để sau này anh Khiên có thể ghép thêm loa nữa. Tiếp theo trong câu hình cao kê ngày hôm nay của anh Khiên là một chiếc nâng tiếng CB600 hàng của TDA Cao Tích, với chất âm rất là tươi sáng, nó có thể giúp cho chúng ta tách bạch được tất cả các giải bass và chung và test. Đặc biệt là khi chúng ta vừa hát cao kê hoặc là nghe nhạc thì chúng ta sẽ thấy hưng phấn hơn rất là nhiều, cảm xúc hơn rất nhiều. Tiếp theo một chiếc vang KM9FX của hãng Wewood Mỹ, đây là một trong dòng đẩy vòng vang con số chỉnh tay hoàn toàn được, và bên cạnh đó thì nó còn có 8 chế độ cài đặt sẵn của nhà sản xuất nữa, nên anh em chúng ta có thể vừa chuyển qua chuyển lại các chế độ là hát luôn thôi. Chế độ dành cho người hát mới tập hát, người hát chuyên nghiệp và những người hát không chuyên đều có thể sử dụng được chiếc vang này, và đặc biệt là nó có thể chỉnh được chỉnh tay hoàn toàn nhờ những tư vít hai cạnh. Ở trong thì em đã cài đặt sẵn cho các bác anh em về chỉ việc chuyển qua chuyển lại các chế độ là hát thôi. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới ba nút tăng giảm âm lượng của nhạc, tăng giảm âm lượng của mic và tăng giảm âm lượng của effect, hiệu ứng nhại và nhại đó. Và tiếp theo cuối cùng là một chiếc mic SM69 phiên bản cao cấp của hãng Wewood Mỹ, chất âm rất là tươi và hát nhẹ, bắt mic sóng khỏe, ổn định và tiết kiệm pin. Đây là một trong dòng mic dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn để chúng ta thể thấy được. Lát nữa em sẽ hát với chiếc mic SM69 để các bác anh em cùng trải nghiệm. Vâng, trong bộ cao kê ngày hôm nay của anh Khiên sẽ là 23.400.000 đồng. Anh em nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình: 0975386726 hoặc 0963866222. Và để cho các bác anh em không phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ quay về phần chính để test chất âm của bộ dàn cao kê ngày hôm nay thông qua một bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Trộm Nhìn Nhau. Và trước khi bắt đầu thì xin mời các bác anh em hãy cùng ngồi lại đeo tai phone và cho em một cái like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải này, sau đó bấm
và nhớ chia sẻ video này cho anh em bạn bè người thân của chúng ta nhé. Cảm ơn các bác anh em rất nhiều.